chỉ cần em nói biết là được mà. Anh sẽ cho em được thả ga lắm như thế nhà em bay xa đến này. Là em sợ em ra. Thank you.
đón các thức người một trường hợp tay cả nhé. Vâng, rất tuyệt vời, một đêm thật ý nghĩa dành cho Park Diva đã có mặt tại câu lạc bộ Góc Oan. Và ngay sau đây xin mời cả bốn thí sinh hãy cùng bước về phía sân khấu để chúng ta cùng chọn ra ai là người chiến thắng và nhận được cúp vàng trong đêm nay. Và điều đặc biệt, tất cả những người đã có mặt tại sân khấu này thì tất cả các bạn đều là những người đã chiến thắng của rất nhiều các cuộc thi trước. Và đêm nay là một đêm đã có đầy đủ những yếu tố từ ngoại hình lẫn bước nhảy. Và chúng ta sẽ cùng bình chọn để tìm ra ai là người thắng cuộc và nhận được ba chai rượu với một chiếc thẻ trị giá 1 năm. Và anh chị em đã sẵn sàng để bình chọn ra người mình yêu thích chưa? Là cơ trưởng nào ạ? Ở trên này có 4 cái tên. Đầu tiên là Tuyết Nana, Linh Vũ, Anh Ánh và Hoàng Mai Anh. Các anh chị em hãy nhớ tên thật kỹ nha. Và chúng ta khuyến cáo tất cả các anh chị em có mặt tại đây không được vỗ tay cùng một lúc cho cả 4 chị xinh gái ở trên sân khấu. Có rất nhiều anh không say chín cứ thấy xinh là vỗ tay thì chúng ta sẽ bỏ qua điều đấy và chỉ vỗ tay cho một người mình yêu thương nhất. Đã sẵn sàng chưa ạ?